Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đi khách sạn với gái, đây là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Truyền thông Hoa ngữ mới đây dẫn nguồn tin trên diễn đàn mạng xã hội liên quan tới Phùng Thiệu Phong. Cụ thể, một diễn đàn mạng mới đây đã đăng tải hình ảnh chụp Phùng Thiệu Phong vào khách sạn qua đêm cùng một cô gái trẻ, được cho là sinh viên đại học. Cả hai cùng nhau qua đêm tại khách sạn. Có nguồn tin cho rằng, hình ảnh được chụp vào thời điểm trước khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn. Phải chăng đây mới chính là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh đột ngột quyết định ly hôn, dù trước đó hai vợ chồng còn bị bắt gặp đi du lịch chung? Thực tế, nhiều người lại không quá bất ngờ trước thông tin này. Họ cho rằng vốn Phùng Thiệu Phong đã có tiếng công tử đào hoa nhất nhì showbiz, nên chẳng lạ khi nam tài tử ngoại tình sau lưng vợ. Tuy nhiên, cũng không ít người để ý thấy sự bất thường trong hình ảnh nguồn tin đăng tải. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh cũ được chụp vào trước khi Phùng Thiệu Phong hẹn hò cùng Triệu Lệ Dĩnh. Cô gái trong hình chính là Quách Bích Đình, tình tin đồn một thời của Phùng Thiệu Phong. Từ khi công khai kết hôn cho đến khi ly dị, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn khiến mọi người kinh ngạc về mức độ bất ngờ của những tin tức gây chấn động. Kể cả khi đường ai nấy đi, công chúng vẫn rất tò mò về lý do tại sao trước đây Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lại lựa chọn kết hôn. Phải chăng là vì ràng buộc đến từ cậu con trai tưởng tượng? Nhưng theo trang Sohu thì đây không phải là nguyên nhân khiến cặp đôi Minh Lan Truyện quyết định tiến tới hôn nhân. Trang Sohu tiết lộ Phùng Thiệu Phong khi tham gia vào một chương trình truyền hình đã nói về lý do khiến anh kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Bà Phùng từng khen nữ diễn viên Sở Kiều Truyện là người đơn thuần thẳng thắn, không tâm cơ và cách nói chuyện cũng không vòng vo, nên bà hy vọng con trai có thể lấy được một cô gái như vậy. Vì để làm cho mẹ hài lòng, tài tử Cung Tỏa Tâm Ngọc đã thật sự kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và netizen cho rằng mối quan hệ giữa hai người bắt đầu như vậy thì không có gì lạ khi cuối cùng lại ly dị. Không chỉ có Phùng Thiệu Phong, rất nhiều sao nam trong làng giải trí được cho là yêu đương và kết hôn đều phụ thuộc vào ý kiến của mẹ mình. Có tin đồn Hoắc Kiến Hoa kết hôn với Lâm Tâm Như vì mẹ anh rất thích mẫu người như cô, hay Hồ Ca chia tay Tiết Giai Ngân và Giang Sơ Ảnh chỉ vì bị mẹ phản đối. Không thể tự chủ trong cuộc sống tình cảm, công chúng luôn hoài nghi liệu những cặp đôi tương tự có thể hạnh phúc bên nhau được không. Ngược lại, nhiều blogger lại tung tin Triệu Lệ Dĩnh thực ra bị mẹ chồng ghét bỏ. Bà đánh giá thấp nàng dâu này không chỉ bởi xuất thân nông thôn, mà còn vì Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình dân, không hòa mình vào giới quý tộc. Triệu Lệ Dĩnh yêu công việc, vừa sinh con xong đã háo hức trở lại quay phim. Mẹ chồng cô lại là người phụ nữ truyền thống nên yêu cầu con dâu phải ở nhà chăm sóc chồng con và sớm sinh con thứ hai. Điều này mâu thuẫn gay gắt với quan điểm của nữ diễn viên, do đó căng thẳng giữa mẹ chồng con dâu leo thang. Ngoài ra, mẹ của Phùng Thiệu Phong luôn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với con trai bà là vì điều kiện gia đình anh tốt, chứ không đơn thuần vì tình yêu. Thời điểm Thiệu Phong Lệ Dĩnh yêu nhau, mẹ tài tử khi biết chuyện cũng từng gay gắt phản đối. Bà cho rằng Triệu Lệ Dĩnh quê mùa, xuất xứ nông thôn, trình độ học vấn thấp, không xứng với con trai bà. Tuy nhiên sau đó Triệu Lệ Dĩnh mang bầu, nhà họ Phùng đành chấp nhận để cô vào cửa. Theo trang tin 163, sau khi cặp đôi ly hôn, mẹ Phùng Thiệu Phong lập tức sắp xếp đối tượng gặp mặt cho con trai, với điều kiện cô gái đó không được hoạt động trong showbiz. Truyền thông cho hay, mẹ Phùng Thiệu Phong sợ con dâu showbiz cũng là có lý do. Trước đây, bà được cho là đã ngán ngẩm khi con dâu Triệu Lệ Dĩnh sinh con chưa được bao lâu, đã tối ngày vùi mình vào công việc vài bữa mới về nhà một lần. Thêm vào đó là nhà hào môn, bà muốn con dâu tập trung tề gia nội trợ chăm sóc con cái và sớm sinh con thứ hai, trong khi cô con dâu nghệ sĩ tối ngày chỉ mong cống hiến cho làng giải trí. Đây chính là lý do khiến bà không hài lòng về mỹ nhân họ Triệu. Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí vào năm 2006, sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. 7 năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ do gương mặt được đánh giá kém sang, không có thế lực chống lưng. Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Tiếp đó, thành công với Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Forbes thống kê thu nhập của nữ diễn viên trong năm 2017 khoảng 21 triệu đô la Mỹ. Hiện cô là cổ đông của 3 tập đoàn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc. Phùng Thiệu Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh 9 tuổi, nổi tiếng với vai Bác A Ca trong phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Anh còn được biết đến qua Lang Lăng Vương, Tay Du Ký, 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, tài sản của nhà họ Phùng ước tính vài trăm triệu đô la Mỹ. Thu nhập của Phùng Thiệu Phong cao, tuy nhiên những năm gần đây thua kém vợ cũ.